Liên quan đến các vấn đề giáo dục trong tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chủ trương cho học sinh đi học trở lại, nhưng từ tuần này thì số ca bệnh lại đang tăng. Do đó, nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt việc đến trường của học sinh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra, chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 8 tháng 11, ưu tiên cho học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10 và 12 của các trường học thuộc các xã, phường, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp 1, cấp độ 2 trong 14 ngày, tính đến thời điểm ngày 8 tháng 11 năm nay, không có các ca F0 trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường. Các khối lớp còn lại học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Tuy nhiên, mấy ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp hơn khi số ca mắc mới tăng lên. Hiện, thành phố đang có 7 chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng. Đến với những thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện nay thì tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến căng thẳng, đặc biệt là tại Hà Nội đã đổi màu từ xanh sang vàng với nhiều ổ dịch cộng đồng. Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đều ghi nhận F0. Đặc biệt, dịch nóng ở các tỉnh miền Tây với cả trăm ca F0 cộng đồng mỗi ngày. Tối ngày 3 tháng 11, theo Sở Y tế Hà Nội, trong 67 ca dương tính mới có 16 ca cộng đồng. Hà Nội phải đóng cửa chợ đầu mối Ninh Hiệp vì ổ dịch phức tạp. Hà Nam thêm 11 F0, Nam Định 9 ca, Thanh Hóa 29 ca. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây tiếp tục nóng, nhiều tỉnh cả trăm ca cộng đồng. Cụ thể, thành phố Cần Thơ, trong ngày 3 tháng 11, thành phố ghi nhận 123 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Cùng ngày, Kiên Giang phát hiện 478 F0, trong đó 97 ca cộng đồng, 104 ca trong khu cách ly, 277 ca trong khu phong tỏa. An Giang, trong ngày địa phương này ghi nhận 381 trường hợp. Bạc Liêu ghi nhận 290 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 96 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh miền Tây đã vượt mốc là 2.000 ca mỗi ngày. Trong đó, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khiến công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trong khu vực càng thêm khó khăn. Xương hóa đá là bệnh lý khá hiếm gặp. Bệnh này do đột biến di truyền. Y văn thế giới hiện nay mới ghi nhận khoảng 30 ca có tổn thương này và được phẫu thuật. Ở Việt Nam, ca phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân xương hóa đá đầu tiên vừa được các y bác sĩ tại Bệnh viện E thực hiện. Bệnh nhân là một cô gái rất trẻ, 24 tuổi, hơn 20 năm qua đã bị gãy chân tới 5 lần. Bệnh nhân thường xuyên bị đau đớn, đi lại khó khăn, không dám vận động mạnh. Đặc biệt, gia đình có 3 cô con gái thì cả 3 cùng mắc căn bệnh quái ác này. Trong câu chuyện buổi sáng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ bệnh nhân đặc biệt vừa trải qua ca mổ kéo dài 3,5 giờ đồng hồ này. Gồng cơ con gồng đi, con gồng, gồng cơ. Cái ấn như mà chân này phải ấn thật xuống giường. Gồng lên, co, nhưng mà chân này đang hơi cao. Đây là những hướng dẫn về việc ăn uống và tập luyện dành cho bệnh nhân Huệ. Một tuần sau ca phẫu thuật thay khớp háng, tới ngày hôm nay, cô gái trẻ đã có thể đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nghiêng về bên phải, nghiêng bên trái đúng không? Đấy, con sẽ nghiêng về bên chân này trước này. Đấy, nghiêng đi. Nghiêng tức là dồn ngực. Nghiêng là nghiêng chân chứ không phải nghiêng người. Đấy, À, tròn một tuần sau ca phẫu thuật của em thì chắc 3 ngày đầu tiên thì do ca phẫu thuật của em nó khá là phức tạp và kéo dài thời gian nên là cũng tàn phá xương khá là nhiều, nên là 3 ngày đầu tiên là em lại phải dùng máy giảm đau liên tục ạ. Còn bắt đầu sang ngày thứ tư thì chân em bắt đầu cảm giác thấy là em bắt đầu vận động được cơ chân, bắt đầu co được chân rồi. Còn đến ngày thứ sáu từ hôm qua là em bắt đầu được các bác sĩ bên phục hồi chức năng đến tập. Thì lúc đấy là em bắt đầu, các bác sĩ bắt đầu tập cho em co chân, giơ chân lên này. Đấy ạ, dạng chân ra sang hai, dạng rộng ra chân hai bên ngang ấy. Và lúc sau là cũng là đi tập đứng tại chỗ. Mới 4 tuổi rưỡi, Huệ đã bị gãy xương. Trong ấn tượng của cô gái trẻ, từ hồi nhỏ đến năm cấp 2, những lần gãy chân với em không quá đau. Nhưng từ năm cấp 3 trở lại đây, chân Huệ càng ngày càng đau. Đến năm thứ tư đại học, Huệ chỉ đi được 200 mét. Nếu đi nhiều đêm về,
chân khớp háng sẽ rất nhức và không thể ngủ được. Hai lần, xong con nghỉ, tập ngón chân nữa, tập ngón chân. Càng đi lại nhiều thì sẽ càng yếu, hay là đôi khi là khi mà sinh viên em sinh viên thì cũng em cũng rất là muốn tham gia nhiều hoạt động hơn nữa, nhưng mà vì sức khỏe của em không cho phép. Qua một đêm ngủ dậy thì thấy cháu có biểu hiện là bị sốt, thế và bế cháu thì cháu kêu là đau ở xương khớp háng. Thế là từ đó là gia đình cũng có đưa các cháu đi, mới đầu là đi tuyến huyện, tuyến tỉnh, thế một vài nơi, sau đó thì cũng đưa cháu về bệnh viện Nhi Trung ương để khám và điều trị. Thế thì bệnh viện Nhi Trung ương thì ban đầu thì cũng vẫn chưa tìm ra bệnh, thì cũng qua nhiều lần hội chẩn thì bác sĩ là cũng có là khả nghi, là cũng hỏi là có hai chị ở trên có biểu hiện giống như thế không. Thế thì gia đình bảo là cũng, chị lớn thì cũng hay gãy. Thế nhưng mà hỏi chị với chị còn đi lại được thì chị bảo là chị bị ngã. Thế thì sau đó bệnh viện cũng có mời gia đình đưa cả hai chị của em Huệ xuống, thì gia đình đưa cả ba cháu xuống, thì là suốt 6 năm trời thì là mới tìm ra bệnh. 6 năm mới phát hiện ra bệnh cho ba người con. Cả ba lại đang tiếp tục theo vật lý trị liệu thêm mấy năm nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Sau nhiều năm đưa các con đi bệnh viện, người mẹ đành đau lòng xin dừng điều trị vì kinh tế gia đình. Những năm gần đây, ba của con gái vẫn lân nhau gãy chân, gãy tay. Đã bao đêm, bà không ngủ được vì lo cho các con. Bản thân là mẹ thì rất là thương xót các con, mà không biết làm thế nào được để giúp đỡ các con cả. Thế nên là chỉ biết là thôi cố gắng hết sức mình. Thế còn cách nào để mà chữa trị cho con thì dù có phải vay mượn hoặc là không còn một cái gì đó trong người, nhưng mà cốt con cái mình nó được khỏe mạnh. Khi con gái út theo học tại Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, một cô giáo biết đến hoàn cảnh của em nên đã cầm phim chụp X-quang mang đến nhiều bệnh viện để hội chẩn. Và đến khi được gặp bác sĩ Hiếu tại bệnh viện E thì hy vọng được le lói với cô gái trẻ. Mặc dù trước ca phẫu thuật ống tủy của Huệ, đường kính gần như bằng không, để cắm được vít vào thay khớp háng, biến chứng gãy xương và vỡ ống tủy là rất cao. Trước phẫu thuật thì 3 tuần thì em có được chỉ định là kéo chân, kéo giãn phần mềm ở chân, chỗ xuyên kim ở đầu gối đấy ạ. Thì phải kéo giãn phần mềm trong vòng gần 3 tuần thì nó cũng khá là đau, tại vì là xuyên kim qua và kéo tạ, kéo một quả tạ 8 cân liên tục 24/24 luôn. Thì đau có nhức rất là nhiều, nhưng mà nghĩ đến lúc mà khi mà đến ngày thứ 20 khi mà rút tháo quả tạ đi kiểm tra chụp chiếu lại một lần nữa là giãn đã đủ được làm phẫu thuật rồi, thì những cái đau đớn này, những cái đau nhức trước đấy thì em cảm giác thấy là nó xứng đáng. Phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân bình thường kéo dài 45-60 phút, nhưng ca phẫu thuật này kéo dài đến 3 tiếng rưỡi với sự tham gia của ekip gồm 4 bác sĩ và nhiều điều dưỡng. Đối với trường hợp này thì nội giáp ống tủy nội không giống như bình thường, bởi xương ở cái ống tủy nó rất là đặc. Chúng tôi vừa khoan vừa đục, nó tỉ mỉ từng tí một, giống như một người thợ đục chạm. Hoặc là những người thợ gỗ đục trên cái gỗ khá là cứng, nên là không thể nào mà làm nhanh mạnh được, là khoan từng tí, đục từng tí và dùng thêm cả cưa dung để cưa và tạo form giống như của cái ráp. Và đối với ngày là ra ráp đến một cái chuôi nhỏ nhất là mới được, chứ còn không thể làm tăng size đến cái chuôi. Trước mổ, chân phải ngắn hơn chân trái 1cm. Sau mổ, chân phải của bệnh nhân đã được kéo dài khoảng hơn 2cm. Dự kiến khi nào chân phải của bệnh nhân ổn định, sẽ phải thực hiện một ca phẫu thuật cho khớp háng bên trái tương tự như chân phải vừa rồi. Tuy nhiên, với điều kiện gia đình rất khó khăn, nếu mổ phẫu thuật thay khớp háng cả hai bên và cả xét nghiệm gen, thì chi phí có thể lên đến 300 triệu đồng. Vẫn còn một chặng đường gian nan nữa cần vượt qua. Nhưng với cô gái trẻ này, sự lạc quan vẫn luôn hiện hữu. Để mong một ngày không xa, dáng đi của em sẽ được trở lại bình thường và sẽ không còn những cơn đau hành hạ. Em rất là mong muốn là
dáng đi của em sẽ được cân bằng lại bình thường và sẽ không có nhiều cơn đau đau như hồi trước nữa. Thế và cũng mong là nếu cháu Huệ mà sau này đi lại được cân đối khỏe mạnh bình thường thì cũng mong là được phẫu thuật nốt cho hai chị kia thì cháu cũng được như em Huệ được. Cho các cháu nó khỏi phải thiệt thòi, đỡ vất vả, và sau này bố mẹ già thì không thể chăm sóc mãi, ở mãi các con được, thì các con phải sống tự lập cuộc sống của các con.